come as you are, as a friend, as an old enemy. Take your time, hurry up, choice is yours, don't. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình tên gì với lại các bạn cũng đã biết rồi, cho nên mình bắt đầu công việc luôn nha. Ok, và mình phải đi cứu anh em, anh của mình hay em gì của mình đó. Nói chung là vậy. Nói chung là mình phải đi tìm đường ra. Time Vision. Ồ đây đây, chúng ta phải bật cái Time Echo lên, Time Vision lên, chúng ta mới phát hiện được cái chỗ này. Lại coi. Mới đây làm lại, sao nó chọn bò một cái hết hồn luôn á. Wow, làm lại nào, làm lại time dodge, à đỡ bằng thời gian, mình đỡ thêm thời gian thêm phát nữa được không ta? Chết mày, nghĩ sao vậy má, lần thôi chứ, còn nào nữa, trời, mình là thích cái chiêu. Bây giờ mà bắn ghê vậy, chết đi thằng này, chết đi, đúng rồi mà cuối cùng chết, mình cứ tưởng mình chết rồi chứ. Sao nó tự động như cover, cái chức năng này khó hiểu quá. Đó, hai thằng luôn, đu đẹp vãi, mình hay quá, cho tí đạn coi, này là gì đây, không ăn đạn được hả? Có nút nào để cúi người xuống rồi tự động nó vô cover á? Là lúc đó mà mình cúi đầu cúi người xuống là nó tự động vô cover, nhưng mà có vẻ như là cái nút này nó không có một cái nút cụ thể gì đó. Auto vô cover thì nó hơi khó chịu một tí. Ok, ngay chỗ này á. Rồi chỗ này không ta? Mình cũng không rõ phải chỗ này không nữa, nhưng mà thôi kệ cứ đi đi. Nhưng mà có gì đó không ổn mà ta. Jack. Clarice Ogawa. Chắc là con nhỏ người Nhật mà lúc mà mới vô game á. Phải chỗ này không ta? Get to the library. To trigger the focus time. Focus time. Hey, it's all being taken care of. Ủa sao nhiều quá vậy? Quá nhiều quá. Đứng mày, hai thằng luôn, đó, chết hết mày. Có sao thằng kia không còn sống nữa thế nào? À, thằng nào trong phạm vi này của mình á là đã đều bị dính cái time dodge. Lên mày, đó, như đó đạn được rồi, đó, chính xác là vậy. Mới còn mấy thằng ở dưới nữa. Ủa sao nhiều quá vậy? Mình đi mình giết từ từ thôi. Mình là thích cái chiêu time này. Đó. Hay quá. Giờ mình đã hiểu cách chơi rõ ràng hơn một tí rồi đó. Là nó sẽ hay hơn nếu mà mình vừa time dodge mà vừa dùng cái skill kia. Nạp đạn em. Chết nha em. Đồ hay quá. Ôi giời, bây giờ làm sao đi xuống dưới ta? Có cái đường xuống không ta? Đường xuống chỗ nào trời? Ờ đây, có cái cầu thang đi xuống nè. Giờ đã thấy. Giờ tôi đã thấy. Đỡ mày. Nghĩ sao vậy? Wow. Cứ bị á. Đồ. Hay. Ôi chưa chết nữa hả? Kỳ cục vậy? Ăn bao nhiêu đạn mà không chết nữa. Nó mặc giác gì cũng đâu đến nỗi cho bò mất vậy ta.
Đâu rồi, má trốn kỹ vậy bạn, không biết được siêu phù được không ta? Không được, không được, không được. Mới đi phóng ở chỗ này coi. Đó, má gì mà cũng không chết nữa, anh mày lạy luôn. Má thử răng cưa tột vậy. Đó, hay quá. Cái gì mình bắt đầu mình chơi đỡ hơn tí rồi đó. Má dừng lại nè em, dừng lại nào. Bớt, bớt mình ghét như không giống như game The Division á, mình ghét như là những thằng nào mà kiểu như khói xông lên đó nha. Wow 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 wow. Khói xông lên đó em. Để tham đốt đi nha. Tham đốt là kiểu như nó làm dừng thời gian lại nhưng mà bạn bắn nó được. Đù hay quá. Trình mình cao quá. Rồi 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 rồi, giờ thì tới đâu lụm xuống lụm đạn mà cho nó chắc ăn cái coi. Nãy giờ mình cây súng còn 144 viên. Dùng súng lục không thì nó cũng hơi khó. Rồi rồi, lụm bớt đồ súng rồi. Heavy pistol. Ê, được 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 rồi, được rồi. Súng hàng nặng nhưng mà được cái bắn là vĩnh viễn luôn, bắn hình như mau chết. Đù, bắn một phát là chết luôn á. Đúng rồi, đi hướng này, đi hướng này, đi hướng này. Ok, vô. Giờ chúng ta phải đi ra ngoài chỗ này. Má, nó canh hình kia rồi. Giờ phải làm sao đây ta? Ôi mà nhìn đó đẹp quá. À, có vài bạn hỏi hãy giải cứu cái thư viện của chúng tôi. À, có vài bạn hỏi game này nặng bao nhiêu thì mình cũng đã nói rồi, nhưng mà hôm nay mình cũng nhắc lại cho các bạn luôn, thì game này là 45GB. Các bạn không cần còn lại là 75GB là phim. Ủa cái này đẹp quá. Thì phim thì các bạn không nhất thiết phải kiểu như là các bạn không nhất thiết phải down, tại nếu bạn nào có mạng tốt thì bạn có thể stream trực tiếp luôn giống như Netflix vậy á. Gì ta? Sniper hả? Không không, cái đèn chiếu. Get into the... Không biết mình phóng qua bằng cái time dodge được không ta? Time dodge thì nó chỉ phóng thôi chứ nó đâu có... kiểu như là... Where did that come from? Jumping... Đó, đúng rồi, đúng rồi. Vô em, vô. Không biết có ồn mất máu, mình vừa cũng đang tính nói là có mất máu không nữa. Có gì em nào không ta? Mình tưởng là sợ có thằng nào đứng đâu đây. Get into the library. Chúng ta phải lên được cái chỗ đó mà mình nghĩ chắc phải lên cái này nữa. Biết bám được không ta? Bám được. Không, không bám được. Rồi kiếm cái chỗ nào mà mình bám nó được á. Hình như chỗ này phải không ta? Bám là đồ, chỗ này mình cũng không bám ra được luôn. Đi hướng nào ta? Đồ, hiểu luôn. À rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Oh, mẹ bà đó. Giờ phải làm sao đây ta? Không lên được rồi ta. Sao nó lại không có giữ cái này ta? Mình phải làm cái cách nào đó mà nó giữ được cái kia ta. Time dodge. Mình làm dừng thời gian ngay chỗ này được không ta? Được luôn, được luôn, được, đúng rồi, hèn chi mình biết rồi mà. Biết ngay thế nào cũng làm dừng thời gian được. Thế là mình dừng ngay chỗ đó là dừng thời gian ngay chỗ đó là được. Là nó không di chuyển nữa, nó không chịu lực tác dụng gì nữa. Là kiểu như là có sao là để yên vậy luôn á. Tại vì cái lúc mà thời gian nó vẫn chưa bị gì hết. Đó, hay quá, quá hay. Mình nghĩ là tại vì mình có siêu năng lực về thời gian mà, cho nên mình nghĩ là chắc cái skill nó cũng phải ít nhất cũng phải có tác dụng gì đó với cái đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vô em. Nhưng mà có vẻ gì đó không ổn à. Đồ, đồ, đồ. Quân này quân phải quân mình. Đồ một thằng. Ui, 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 bậy, 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 bậy. Ui, nào bắn vậy? Ui, mình còn đứng yên nó nữa hả trời. Đứng hướng đạn thì sao, mấy thanh niên này khoái hướng đạn quá ta. Nhưng mà cái chuyện quái đang xảy ra chỗ này vậy? Mình phải tìm hiểu xem nó đang có chuyện gì xảy ra mà nó làm có vẻ như hơi căng đó. Đi hướng nào ta? Xuống dưới hả? Ok. Có bắn hết đám nào không ta? Bắn chưa? À, bắn nè, bắn nè con, bắn nè. Đó, đó, chết đi, vẫn chưa chết nữa, tục vậy.
Cái thằng đằng sau cũng chưa chết. Đồ hay quá. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp. Gì đây, cái túi nè, lấy hết. Refill, à nó hồi hồi đạn lại. Đến được gì rồi, đến chỗ này nè. À, hay quá. Kiểu dụng này để check thôi xem có chuyện gì không. Ủa, đâu ta? À đây 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 đây. Này nó có nút chạy ra. Wow, nguyên một bầy luôn. Chết mẹ rồi, vô ổ rồi. Chết mẹ rồi, vô ổ rồi. Wow 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 wow. Vô ổ rồi. Nó nghe ổ phục kích nữa chứ. Time shield. Oh, có time shield nữa hả? Đã vậy. Vỡ chữ. Giờ chúng ta có cái lá chắn thời gian nữa là đạn nó sẽ, thời gian nó sẽ đỡ đạn cho bạn. Ồ hay. Game càng lúc càng đã rồi đó. Ok, chúng ta còn bao nhiêu đạn nữa. Cứ nghĩ mình có súng mà sao mình chơi này đi. Đứng yên đâu mày. Đứng yên chạy đâu mày. Mà mình bắn là cọc boss vậy á. Giờ sao đây. Đó, chạy qua đây đỡ nè. Nó còn hai mạng nữa. Ồ, còn đập đạn nữa chứ trời. Ôi dù, wow. Để siêu ơi. Đứng bắn ra đúng không ta. Ôi má, cái điều khiển này khó chịu ghê luôn á. Điều khiển khó chịu vãi. Không biết cái tay cầm cái Xbox này nó nhiều lắm, nó điều khiển hơi khó chịu. Đó đó, chết rồi, chết rồi. Mỗi lần nó nổi cam lên là tức là nó chết á. Qua không ta? Sao cái này nó không có giữ lâu lâu được tí ha? Còn ma nào nó phải hiện lên chứ. Đứng yên đó mày. Đó, đó, chạy đó mày. Ôi còn thằng nữa hả? Ghê vậy ba. Ghê vậy ba, ghê vậy ba, ghê vậy. À thường là cái thằng cuối là sẽ có kill cam. Hay đó. Ơi hồi nãy mình vừa mới thấy một cây súng cạn đâu rồi. Rồi rồi rồi, đây 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 đây. Lấy cây này đi. Ồ, 120 viên. Ngon cơm. Cái này nó không có nhạy mà nó kiểu chính xác như là bên Battlefield nha. Nó cứ nhạy thì nhạy thiệt nhưng mà nó thiếu chính xác đi như là bên Battlefield. Mặc dù là mình chỉnh nhanh nhưng mà mình là không có thấy cái kiểu như là nó vừa tai. Hơi khó chịu một tí. Tempo, Variation, Strength, Medium, Weak. Mình không thích chơi còn mà có Variation nữa lắm, nó khó chịu lắm. We have to hurry. Where's my car? Giờ chúng ta đang rất là gấp gáp. Và xe của mày đang nằm ở đâu, nói cho tao biết để tao còn đi ra lấy tiền. Ok. Má, giờ mình phải một mình cần cả team nữa hả? Má nhiều mạng quá. Đừng nổ đi, nổ đi, nổ đi. Má chưa chết hay trời. Má mình phải bật cái shield lên. Wow wow wow. Không sao sao, đứng trong đây là cái gì cũng có để xài. Đứng yên mày. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Đó, chết ngay. Ồ này có shotgun nữa rồi. Cái gì em? Hai thằng free hết nhé, free hết luôn. Ê, hết đạn, hai thằng cùng hết đạn một lúc luôn, ghê chứ. Ghê vậy ba, đó, chuẩn luôn thanh niên. Chết ngay. Đó. Càng lúc càng dày dặn kinh nghiệm. Ờ, để chỉnh lại tí coi, giảm bớt tí coi.
nói mình nãy mình lúc đầu mình tưởng cái game này nó dễ chịu, nhưng mà có vẻ như càng chơi càng thấy nó khó điều khiển hơn. Nhưng nếu mà chỉnh nhanh quá như Battlefield thì nó không được ổn lắm. Và có lẽ như tới đây mình cũng đã biết gần như là hầu hết cái siêu năng lực của mình rồi. Không biết là nó game nó còn một cái siêu năng lực nào nữa không, mình cũng đang đợi chờ xem nó có gì là đặc biệt. She knows about the fracture. Cô ấy biết. Cái nhỏ Bad Welder Wider hồi nãy nó biết á. Giờ chúng ta đi đâu? Mình thích cái hiệu ứng ghê mỗi lần mà mình dùng cái mà thời gian á. Nó đất nó luôn chuyển kiểu như là mình kích hoạt gì đó, đẹp lắm. Ở game này thì nó chỉ chạy được trên nó chỉ chạy được 720p thôi, tức là HD thôi. Chứ cũng chưa được gọi là full HD nữa, chưa full HD. Mà cái kiểu này là gọi là full HD mà nó upscale lên. Nhìn thì cũng tạm được thôi, nhưng mà kiểu như boss từ 720 mà nó cố gắng nó upscale lên 1080 thì thôi. Nếu như bạn nào chơi 1080. Thôi chứ thật chứ này chỉ là HD thôi. Biết ngoài này có ai không ta? Nhưng mà mình thấy vậy cũng được lắm rồi, nhưng mà nếu mà nó chạy ổn định 30fps thì mình nghĩ là như vậy là ok lắm rồi. Không đến nỗi nào. Đẹp quá, đẹp quá. Edward Norton Memorial Day. Get outside. Chúng ta phải đi ra ngoài thôi. Necessary. Think about this. You don't know what's at stake. I know exactly what's at stake. That's why I'm here. You believe you can stop what's coming? I'm giving you one chance to change your mind. This path, it's already said it can't be changed. The past, the future, I've seen it. I've lived it for 17 years. 17 years. It was you, the first experiment. Come with me and we can see this through. Or hold on to your hope. Burn with it. Now listen, I built a device. I can stop this. I can. You can't. This is madness. There's no harm in trying. There is. That's why I can't risk you opposing me, Will. It doesn't have to end like this. We can't just let this happen. I'll never stop trying. It took me years to come to terms with what must be done. But we don't have years. Wait, wait, wait. Trigger. I never wanted this. My name is Paul Serene. I founded Monarch Solutions 17 years ago with a very clear purpose. There are those who would question my actions. I'm recording this as a final statement of vindication, a testimony of how things came to be. I've always been devoted to my mission. Never deterred from my goal, no matter the sacrifice. Because I've seen where this leads. I've seen where it all ends.
We have a problem. No word from Jack Joyce's transport. It should have arrived here by now. We may have a traitor on the inside. You're due for your treatment. I'll find who's behind this. Find Jack. That's our priority. Get your best man on it. There's more. As you know, Jack's level of interference led to unexpected complications. Witnesses from the university were transported here. You need to take a look. We can't afford any further obstacles at this stage of the plan. Ồ, và chúng ta tiếp tục với điều khiển được một nhân vật mới là ông Paul. Thì theo mình biết là trong game này mình điều khiển được tới 3 nhân vật, là Jack là nhân vật chính, ông này Paul, và nhân vật thứ 3 là Beth Wilder, là cái nhỏ lửa mà mình gặp ngay cuối phần 1, tập 1, tập trước á. Thì đó là 3 nhân vật mà mình, theo mình biết là mình sẽ được điều khiển trong tựa game này. Thì như bạn thấy là chúng ta đã được điều khiển được cái thằng nhân vật thứ 2 rồi, và nó có một cái khúc mới rồi, nhìn xem như thế nào qua. Được, cái động này có siêu năng lực đặc biệt, cái kiểu đảo quá ha, nhưng mà không xài được bây giờ, đi bộ không à. Mấy này đang làm gì mình cũng không rõ nữa. Hai thanh niên đứng nói chuyện nhau rồi sao, vô công việc rồi. Ngoan, giỏi, đi tiếp. Ôi, sao lại bắt con gái quỳ thế này. Ôi, gì vậy kiều vậy. Ở thằng này là đệ tử mình đúng không, Liam Burke. Cô ấy là một trong những nhân chứng, và họ đang đợi cái sự cái mệnh lệnh của mình để thực hiện. Chúng ta phải kích hoạt cái gì đó, junction là cái gì mình không rõ nữa. My powers grew stronger even as the Cronon syndrome worsened. Chúng ta có thể chọn con đường mà chúng ta muốn chọn. Nó chia ra nhiều cái hướng tương lai khác nhau, nếu như chúng dựa trên chúng, nếu mà chúng ta chọn những cái này nó sẽ đẩy chúng ta vào tới một cái kết cục khác nhau. Rồi tức cái này nó nói là the junction power, là cái sức mạnh mà thay đổi cục diện đó. Nếu mình không biết rõ từ junction là gì, nó chia ra theo hai hướng có tiềm năng trong tương lai, và cái sự quyết định của bạn tại mỗi hướng nó sẽ hướng hoàn toàn câu chuyện đến một cái kết cục khác, hoặc là cái một cái đoạn phim live action khác. Game này có cả phim live action nữa nha. Đó là cái mà mình hay nói là với bạn là cinematic á, mình đào sẵn 75GB luôn rồi, hơi bị nặng. Thì do mình nghĩ là chắc có nhiều cái clip với nhiều cái hướng khác nhau, nên đâm ra nó có nhiều cái live action khác nhau. Và cái câu cuối cùng nó kêu là mình phải chọn thông minh sáng suốt một tí, choose wisely. Ok, home to show hotline. Hotline là sao ta? Mình cũng không rõ PR là cái gì ta. What the fuck? Home to show hả? RT. Để coi ơi. Initialize a PR campaign. Bắt đầu cái vấn đề PR. Monarch would take a PR friendly approach and manipulate the public in siding with us. Our lies would give us control. The manhunt continues as authority search. That is Jack Joyce. Oh, we'd use the media to expose, then hunt for Jack. I uploaded all the files I stole on that USB stick from the Monarch security station. But the eyewitnesses would be out there, and Jack would learn, Jack would learn our secrets. He manipulated media. Có nghĩa là nếu mà chúng ta chọn PR là cái ông Paul này sẽ chọn cách là tiếp cận bằng cách PR, marketing, với đại loại vậy. Hắn sẽ thâu tóm toàn bộ phương tiện truyền thông đại chúng và để nhử hình Jack ra. Và frame ở đây tức là có nghĩa lừa, cài bẫy, gọi chính xác là cài bẫy hình Jack, làm cho hình Jack trở thành một cái ác villain chính nghĩa, là đổ tội hết trên hình Jack. Về cái vấn đề mà của trường đại học á, cái vấn đề hồi nãy với phần 1 trước đó, tức là sẽ đổ tội hết cho thằng Jack là thằng này là cái ác. Và để mình coi cái bên Hotline là sao đã. Rồi mình cũng không rõ như thế nào, để mình coi sao. Monarch would take a hardline approach. Crush all obstacles, eliminate all witnesses. It would be harsh. But I had made hard choices for the greater good before. I dug through the area and I found everything I could on your bro. This is messed up, man.
trusted Monarch. But the people of Riverport would turn against us. You murderer! Our secrets would be safe, but the public would hate us, and Jack would gain new allies. Monarch's got no authority to stop you, and you tell that to everybody on that bridge. À, giờ mình hiểu cái Hollow luôn rồi. Hollow là cái cách mà Bow nó sẽ chọn cái cách mà nó có vẻ như là nó ác độc hơn tí, là hắn sẽ thực thi những đưa lệnh xuống cho những thằng này và kêu cầu giết mọi toàn những mọi nhân chứng có trong trường đại học nếu chúng ta bắt được, để xóa sổ mọi thông tích. Nhưng mà vấn đề ngược lại là chúng ta dẫn đến là Jack Joy sẽ có thêm nhiều đồng minh hơn, như lại trong phần clip cũng đã nói sẽ có nhiều đồng minh hơn. Theo mình thì theo phe mình, nếu mà mình chơi game này mình theo phe Jack Joyce thì mình sẽ chọn bên Hotline. Vì nếu mà bạn mà giết hết mình hết thì mấy đứa kia nó sẽ theo hướng của thằng Jack Joyce hơn, là sẽ có lợi với Jack Joyce hơn là mình chọn cách là theo hướng là gọi là tốt tốt bụng, kiểu như là giúp đỡ mấy đứa này. Nhưng mà mình cũng không muốn thấy con nhỏ này bị ăn nguyên viên đạn xuyên qua đầu đâu. Thôi kệ, cứ xem thử thôi. Taking the hard line. Any potential threats to our plan need to be erased. Take her and the others to the Ground Zero operation. Make it quick. Painless. No, wait. Please! Please stop! Please! Help me! Jack! There's no other way out. I'm going through the machine. Oh, wait. No! Jack! This way! Jack! I use my power to guide us. To decide how to best prepare for the inevitable end of time. That gives the chosen few a chance to survive. I've seen the end of time. Phải nói là em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Bạn đã chọn cách là dùng Hotline. Và nó nói là trong cộng đồng á, những người chơi game này chỉ có 30% người là đồng ý với cái sự lựa chọn của mình. Chết mẹ rồi. Và còn lại 70% là chọn cái kia rồi. Nhưng mà thôi kệ, là mặc dù thì nó cũng dẫn tới một cái kết cục khác. Nhưng mà mình cũng nghĩ tới một cách là mình sẽ làm cái tựa game này, nhưng mà mình sẽ chọn cái hướng ngược lại để xem như thế nào. Thì có lẽ mình sẽ làm cái đó sau khi mình làm hết cái series này, kiểu như là để end game cho các bạn coi. Còn có cái hướng mà khác thì mình sẽ làm sau. Không biết nó sẽ dẫn tới công chuyện như thế nào, nhưng mà có lẽ chúng ta sẽ có cái nhìn khác hơn. Và thôi kệ đi, em rất tốt nhưng anh cũng rất là tiếc. Đẹp thiệt nhưng mà chết giết gì thì cũng ổn quá. Nhưng mà cũng hên hằng nãy là nó giết một cách nhẹ nhàng quá. Time's up. What do you want? Names, witnesses, anyone who might implicate Monarch. See those two men on either side of me? Well, I'm going to stand. I'm going to leave. And the one on your right is going to shoot you in the head. Fuck you.
fuck's wrong with you? Seems your work's been undone. We just lost communication with Jack Joyce's transport. How the fuck does that happen? Knowing how isn't important. You just need to find him. Wincott is working on a location. Great. What is it? What? Something's wrong. University. That's not how we operate. It was sloppy. Have all your operations gone smoothly? Go home, Liam. Wait for the call. I'm sure your wife misses you. City Hall servers are on a different platform than the rest of your report because they have all these government contractors who need two-way access. That means weaknesses. So, all where? We have, huh? Where? Where what? Weaknesses, you said. Shut the fuck up, Bernard. Now, all we have to do is identify as a client who had previous access, maneuver our way through all the holes poked in the firewall, and assuming all these ports are just left open, then all we have to do is use protocol numbers and just move our way up. Simple? Come on. Come on. And we're in. Eh? Street cams, dash cams, computers at headquarters. I mean, hell, I could hijack police scanners and put out an APB on your mom. What the fuck is that? What is that? It's coffee? Yeah, I know, it's coffee. What the fuck is it doing on my desk, Brendan? Have you ever seen one of these? Hmm? You know what it is? It's a coaster. Coaster. Yeah, do they have these in Idaho? Iowa. Whatever. Use it. Now, you tell me what's next, Brenner? I don't know. I know you don't know, and that makes me sad for you. All we do now, we draft an email to Mayor Rackley letting him know that Monarch is offering their private security forces, which of course he's gonna take because at this point, without him knowing, we've tied both his hands behind his back when he wasn't looking. And that, Brenner, is how you take Riverport under Monarch control. It's fucking awesome. Shit. Mr. Hatch, perfect timing. Wincott, where are we with Joyce? Joyce, yeah, I've got the cameras. I just need to find a locale. Keep an eye on him. And when you find him, contact Burke directly. I think we have a traitor in our midst. Traitor? What the... Hello? I'll let you go, Mr. Hatch. Thank you. Was that Martin Hatch? Get the fuck out of my office. Get the fuck out of my office. Em?
Things have been really bad at work. I'm sorry. I dreamt you were a cat. A cat? Mm-hmm. With these big furry bear paws. Way too big for your body. It was a strange creature. But I knew it was you. I have to get back to work soon. You work more than any field manager in the history of field managers. Baby, you haven't been home in 2 days. Your mom's being difficult. Oh, I'm being difficult, huh? She's being very difficult. What happened? What? I don't think that's the baby. Okay. You would. Close your eyes. Got a lead on Joyce. What is it? I was able to track his transpo to a warehouse on Burgundy and Wilkins. It's inside Ground Zero perimeter. Sending you the coordinates now. Riverport police are asking that citizens stay clear of the area and headquarters demanding answers. Our thoughts are with the families of Amy Ferraro and all others who are missing at this time. More on this story as it develops. Hold. There's been a development. Jack. You've already seen it. Tonight on the island. He'll be there and he'll want revenge. I need him stopped now. I think our focus may be somewhat misguided here. Your fifth column traitor? You shouldn't take it so lightly. Joyce got lucky. He escaped. He's gone. He wouldn't be foolish enough to come back. Our only vulnerability is within, Paul. You should see that. Telling me what I've already seen. You're not thinking clearly. You need your treatment.
You've been the face of Monarch for all these years, Martin. But let's get clear on something. This is still my ship. And I simply don't want to see you go down with it. Just find him. Is currently holding regarding last night's violence at Riverport University. The Riverport Police Department is currently investigating the premature demolition of the university library. Monarch Solutions is lending a hand in this investigation. I want to encourage the people of Riverport to offer them every assistance in finding those responsible. Two bacon and egg sandwiches? Thanks. A government bill to crack down on laboratory experiments on animals is expected to become law today. Animal rights activists. Sup, IT. You wish I was IT. Hey, you don't have security clearance being here. Security clearance? Access granted. I thought you might have been up all night, so... You didn't get the runny kind, did you? No, it shouldn't be. It's cool, they're new. Oh, man. Fiona Miller. Terminated. You're fired. So what's the 411? What the hell's going on out there? The 411? Yeah, the 411. Everything's fine. Everything's fine. Everything's fine. There was a shootout at the university last night. Nothing I couldn't handle. All right. You think they're gonna cancel the party tonight? Are you kidding? No way. Hatch knows what he's doing. You gonna go? To a party? Me? Go to a party. I don't know. We can roll together if you want. Okay. Yeah, all right, I'll go. Okay, buddy. What are you gonna wear? Yeah, I don't know. Maybe I'll go naked. Nice, I like that. I gotta get back to my desk, so see you tonight? Yeah. I'll see you tonight. Yeah. Buddy. And this isn't what it looks like. Fuck, Beth. I really didn't want it to be you. You need to listen to me. Step away from the van. Step away! Right now! Drop the gun. I can't do that. You've 3 seconds till I pull. I have better reflexes. Then you're a marksman for shit. No. No! He's gone. Do you see what's happening? The Stodders. More and more. Beth, what is going on? Time is breaking down. The end is coming, and Joyce could be the key. Wait, the end? The end of what? Beth, the end of what? The of end time, of what? Of time. Of life as we know it, the entire universe gone. And somehow, Monarch has been preparing for it. They knew it was coming. There's this thing. It's called a lifeboat protocol, and it can save us, at least some of us. Three hands on your head, down on your knees. Brown. Wilder, do not make me ask again. Oh. Joyce just took down half my men. You think maybe he had some help? We're unarmed. I was responding to a call. I do not give a fuck. I am with Monarch. On your knees! If they take me in, then it's the end for me. And for you.
Now! Just do what he says. Do not let them take us. We'll never find the lifeboat. Think about Emily. Just relax. Leo! Shut up! This lifeboat protocol. What is it? I don't know. But Dr. Kim was at the center of it. Dr. Kim? If you can get into his lab. That's impossible. It's been closed up since he disappeared. Do you know anyone who could get you in? Come on, guys. 29 down. 40 more to go. And one more. Thanks, Fiona. It's disgusting. Holy shit. Lambert. Gotcha, buddy. Hatch is gonna love this. Oh, shit. The fucking golden boy. Charlie, I need a favor. Yeah. Can we talk somewhere in private? I'd really rather not. But in your office would be good. It'll be really quick. Yeah. So what happened with Joyce? Oh, there was nothing there. Huh, there's nothing there? He just wasn't there, or what? No, Hatch, he reassigned me. He wants me to secure the perimeter lab on the island. He thinks Joyce might go there. Hey, he sent me here to get access to it. Can you help me out? Yeah, sure. Let me see what I can do. Thank you. You know, it's really funny that you say that that lead on Joyce was no good because, it sure looks like he was there. And that other guy kind of looks like you, but that's weird because you work for Monarch, and that guy clearly, clearly does not work for Monarch. Now, I can zoom in. Hey! Wait, stop killing me! Because I just put a high security alert out on your ass. You got about 20 seconds. You're bluffing. Hey, you're welcome to stick around and try to find out. You know what I'm going to do to you. I have a pretty good idea what Monarch's going to do to you. In about 15, 14, 13, 12... 11, 10, good luck, buddy. 9, 8. We need all points converged on Liam Burke. He's armed and dangerous. Listen up, he's on level B, near the main overpass. Just a reminder to Monarch employees, get your flu shots, they are free of charge, get them in HR. Superhero.
Brenner, I'm dealing with this. Yeah, I know. I know. He's in the building. Yeah. South parking structure. I repeat, south parking structure, fourth floor. Okay, he's heading south on Eastman, south on Eastman. Phantom team, he's headed to you. He's flying, look out. Copy. Cut him off, cut. Go. Come on, you got this. Mình đã xong cái tập 1 của Quantum Break và chúng ta vừa mới được coi một bộ phim ngắn gọi là trong cái phần chương 1 này, khá là hay. Và có lẽ là mình sẽ tạm dừng ngay tại đây và có lẽ mình sẽ hẹn các bạn vào tập 3 vào ngày mai. Thì nếu mà mình sẽ cố gắng mình làm nhanh nhất có thể để cho các bạn coi, và tại vì mình cũng rất là thích game này, mình sẽ cố gắng quay nhiều hơn nữa. Và các bạn như hôm nay cái phần phim nó chiếm tới 20 mấy phút rồi nên các bạn như vậy hơi lâu một tí. Và đó lý do tại sao mà mình thấy mà cái game này nó có tới 75GB toàn là phim không, thì thấy phim nó khá là dài lắm luôn rồi đó. Là như vậy nó giống nãy giờ mình coi giống như là một cái bộ phim truyền hình mà mình hay coi trên mạng, giống như một cái bộ phim như là Daredevil đấy, kiểu là lại nhìn rất là mỹ, nhìn nó rất là chân thật. Và nó hành động thì đã lắm, cho nên có lẽ mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn coi sau. Và có lẽ nếu các bạn nào thích video clip của mình đó và các bạn muốn thêm, hãy ủng hộ mình bằng cách like và subscribe channel của mình để mình có đậu thêm động lực để quay thêm nhiều clip nữa cho bạn coi và sớm nhất có thể. Và có lẽ mình sẽ hẹn lại các bạn trong tập 3 và chào tạm biệt các bạn nhé.